Hãy subscribe cho kênh Hcgđ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay chúng ta có giá 1.850.000 đồng. Và bình quân nóng hôm nay có giá là 2.100.000 đồng. Và đây nữa, chất cái gà ô long 1.800.000 đồng đã là của bạn. Chúc mừng bạn. Không làm đúng cách được, xin chúc mừng bạn. Và chúng ta cho rằng là chơi chất cái chương trình, hãy chọn giá đúng. Nói Shit. Shit. Quý vị và các bạn đang đến chương trình, hãy chọn cho đúng sân chơi cho bài chất số thứ hai. Không được mời lúc nào. Bên cạnh tôi là hai bạn sinh viên và thu tình và bạn tình. Bạn tình thì chưa được và bạn tình. Đấy, mọi người thì chưa được là chạy đua rất giá trị, khoảng 8 triệu đồng gì đó. Và bây giờ các bạn sẽ có thêm 1 triệu đồng nữa nếu như quay được ô 100 điểm. Và người chiến thắng sẽ được quay trong sân cuối cùng dành cho người thắng cuộc. Bạn tình chưa được quay tiếp, xin mời bạn. Tôi quay được 15 điểm ở đây quay đầu tiên và tôi đoán rằng bạn sẽ quay thêm 10 điểm. Xin mời bạn. Chúc bạn giành được 85 điểm. Ở lần quay thứ hai bạn thì quay được 45 điểm và tổng cộng hai lần quay là 60 điểm. Bạn có thêm 60.000 đồng của tặng chương trình. Các bạn phải chờ chúng tôi một lát. Xin mời bạn ạ. Bạn sẽ chuyển đến hai lần quay 60 điểm. Tôi rất đơn giản để bạn vượt qua. Xin mời bạn, chúc bạn may mắn. Là 15 điểm, đúng không? Thì các bạn sẽ quay thêm lần nữa. Xin mời bạn. Bạn tính đã quay được 60 điểm, quay thứ hai, tổng cộng hai lần quay là 75 điểm và bạn đã chiến thắng cùng với 75.000 đồng của tặng chương trình. Chúc mừng bạn. Các bạn trước mình chia tay với bạn người, các bạn học tập thật tốt tại môi trường của mình các bạn, có muốn môi trường, ngày mai các bạn, xin chào bạn, cảm ơn bạn. Và chúng ta không có được một chơi cuối cùng chương trình, hãy chọn giá đúng.